Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu series Minecraft Pixelmon với phiên bản hoàn toàn mới luôn nha. Thì đồng hành với mình trong tập ngày hôm nay đó chính là em Charmander nha. Để mình cùng kiểm tra thông tin của em nào. Em này kích thước Giant. Nhưng mà bị trừ cái tấn công đặc biệt rồi. Nói chung thì cũng không tệ nha. Wow, và chúng ta đang xuất hiện tại một cái ngôi làng nha. Mình sẽ đặt tên chỗ này là Spawner. Để mà sau này hả, còn quay trở lại này nữa. Ok, để mình kiểm tra coi Pokédex. Có 978 Pokémon luôn. Ngon lành. Để là ông tiến sĩ nha. Bên này có một cái cửa hàng Pokémon nè. Để mình coi cửa hàng này bán cái gì đây. Bán đồ ăn và bán bóng luôn hả? Rồi, để tôi lên trên tôi kiểm tra thử coi. Thì ở trên cái cửa hàng Pokemon á, nó luôn luôn có một cái Master Chest ở cái góc này nha. Chúng ta được một cái Side Chick Memory nè. Nói chung cũng được á mọi người ơi. Wow, và có thêm Bone nè. Cũng như là đồ ăn. Cái rương này thì có luôn cả Ultra Bone nữa. Nói chung thì rất là nhiều đồ luôn đó mọi người ơi. Wow, ngon lành canh đao. Ui, Quick Bone nè. Tôi sẽ xin luôn cái bàn chế tạo này nha. Đỡ mất công tí phải đi chế nữa. Ngoài này có gì không? Wow, ngoài này có bàn để hóng gió nữa. Xịn sò nha. Rồi, để tôi xuống tôi bán đồ cái đã. Bán bớt đi nha. Rồi, sau khi bán đồ xong thì mình đã có được 5.000 Poké đô la rồi đó. Xa xa cái em Golurk kia em bỏ chạy rồi mọi người ơi. Và mình vừa xong một cái nhiệm vụ. Tìm thấy một ngôi làng. Tôi đang ở ngôi làng luôn nè. Rồi, để mình đi kia xung quanh, mình khám phá cái ngôi làng này thử coi nha. Hello, có vẻ như là một dân làng nè. Xong luôn cái nhiệm vụ thứ hai nha. Chỗ đây là một cái đấu trường nè mọi người ơi. Đấu trường nhưng mà không có người. Quanh đây có gì không? Có vẻ như là không có gì quanh đây rồi. Wow, trong cái ngôi làng của mình đang có 4 cái đấu trường luôn. Cái gì mà kinh khủng quá vậy? Ở đây có những cái sạp mini bán đồ nữa nè. Trainer trong này thì cấp khá là cao mọi người ơi. Cấp 30-40 luôn. Shopkeeper bán gì đây? Bán những cuốn kỹ năng nè. Rồi, cái sạp thì có chứa bóng nha mọi người. Rất là xịn luôn. Có cả yên ngựa nữa. Cái này là cái gì đây? Rayborn. Hãy luôn. Quá là nhiều đồ nha mọi người ơi. Ngon lành canh đào. Phía bên này lại có một cái sạp khác nữa nha. Có cả shopkeeper ở đây luôn. Chúng ta được khá là nhiều các cái món vật phẩm khác nhau của Pixelmon nè. Thêm một cái yên ngựa nữa. Và những cái lông. Ngoài ra thì bon cũng khá là nhiều đó các bạn ơi. Rồi, mình vừa đi bán đồ. Tại vì đồ, mấy cái đồ mình dư nó nhiều lắm. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ đi ha. Chúng ta sẽ tạm trú ở cái trung tâm hồi phục sức khỏe Pokemon này nha. xa xa có cái gì đây? Có vẻ như là những cái sạp khác mọi người ơi. Tính ra cái ngôi làng này á, nó rất là rộng ha. Có cả máy chụp ảnh nè. Hello shopkeeper. Trời ơi, shopkeeper này bán đồ ăn không mọi người ạ? Có bánh mì nè. Ngon. Mình sẽ lấy bánh mì hết nha. Ngoài ra thì có cả sáp linh. Lấy luôn. Long. Bánh mì. Ngọc lục bảo. Hết rồi hả? Để mình ra ngoài này mình lấy những cái lúa khô này đi ha. Đó, những cái đống lúa khô này thì chúng ta có thể dùng để mà chế tạo được bánh mì đó nha. Mình phải cần rất là nhiều đồ ăn để mà đi phiêu lưu nữa. Cái rương này không có gì rồi. Mấy cái rương kế bên có gì không? Lại thêm những cái bóng nữa nè. Tính ra nãy giờ mình chưa làm gì á mà chúng ta đã có được khá là nhiều bóng rồi nha. Đúng là cái phiên bản mới rất là xịn sò luôn nha mọi người ơi. Bên này có một cái ngôi nhà gì đó, mình thấy nó đang khá là đặc trưng nè. Mình vào mình kiểm tra coi. Hello. Gì đây? Một em Nimble đang thách đấu mình. Rồi, không cho tôi chạy rồi. Thôi thì tôi đấu luôn vậy. Trận chiến đầu tiên của mình nha. Dùng chiêu phun lửa đi. Em cống máu mình đau quá.
cũng cấu được khá khá máu rồi nè. Ui, và bây giờ á, máu của Pokemon nó sẽ hiển thị theo con số phần trăm mọi người ơi. Cũng ngon đó. Rồi, mình nghĩ là mình nên hồi phục lại sức khỏe cho Charmander thôi. Hồi máu ngay. Trời ơi, hồi xong mà vẫn bị quýnh như thường à. Thôi thì liều một phát, phun lửa. À, dánh củ tỏi luôn, ngon lành canh đào. Và chúng ta được hai chỉ. Mình đang rất là cần chỉ nha mọi người. Trong cái nhà này thì có gì hot không? Wow, không có gì hot. Bàn chế thuốc hả? Ngoài ra thì bên này có một cái PC màu hồng, rất là cute for my wear luôn. Có vẻ như là không có gì rồi. Để mình lên trên thử coi nha. Lên trên có những cái barrel nè mọi người ơi. Những cái thùng. À, chúng ta có tơ nhện nè, ngon lành. Ngoài ra còn có redstone nữa. Rồi, có vẻ như là ngôi nhà này nó đã hết rồi đó mọi người ạ. Rồi thì chúng ta sẽ đi ra khỏi thôi. Xong rồi nha. Chắc mình phải đi trở về nhà. Chắc mình ngủ tạm ở đây đi mọi người ơi. Đó, hiện tại mình là người không nhà không cửa mà. Khổ ghê đó. Rồi, chúng ta đã trải qua được cái giấc ngủ đầu tiên rồi nha. Phía bên này có một nhiệm vụ hả? Nhiệm vụ gì đây? Bắt 15 Pokemon hệ bọ. À, hệ Poison. Trời ơi, hệ Poison là hệ độc. Lâu quá rồi tôi quên đó. Rồi, ok ha. Nó lưu rồi. Sau này còn quay trở lại để mà trả nhiệm vụ nữa đó mọi người ạ. Và thế là chúng ta đã khám phá xong cái ngôi làng này rồi đúng không ta? Bây giờ thì bắt đầu cái công cuộc đi chặt gỗ, sinh tồn thôi nào. Ở đây thì có rất là nhiều cái cây acacia. Mình chặt hết luôn nha. Rồi, được rất là nhiều gỗ luôn. Cái số chồi non thì mình sẽ trồng lại đi ha. Để nó còn mọc thêm cây cho chúng ta nữa. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ giữ lại 8 cái gỗ cứng đó mọi người ạ. Bây giờ thì tiến hành mình tạo cho mình một cái cúp đi ha. Nên tạo một cái rìu không ta? Mình nghĩ như vậy là ok đó. À, bên này có than nè, ngon lành. Tiến hành đi mai luôn. À, sẵn thì để mình đào thêm một mớ đá luôn nha mọi người. Rồi, ngon lành cả đào. Trong cái phiên bản mod lần này á, mình có cài Vein Miner nữa. Nên là cái việc đào á, nó rất là tiện lợi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nâng lên thời kỳ đồ đá nào. Có rìu rồi. À quên, có cúp rồi. Cúp đá. Bây giờ thì mình làm một cây rìu đá luôn đi ha. Tôi nghĩ cây rìu mà tôi quên mất tiêu. Và một cây kiếm bằng đá nữa. Cây kiếm ở đây có tác dụng gì? Để mình đi lấy tơ nhện thôi mọi người ạ. Chứ ở trong cái thế giới Fisherman này thì làm gì có Pokemon, làm gì có những cái mối đe dọa khác đối với chúng ta đâu. Rồi, mình đã vừa phiêu lưu tới cái vùng sa mạc nè. Đó, tới một cái ngôi làng ở sa mạc luôn. Và làng này thì có khá là nhiều những cái ụ lúa khô ha. Có một cái sạp bán đồ nè. Bán cái gì đây? Shopkeeper. Rồi, toàn bán kỹ năng rồi mọi người ạ. Có cái kem nè. Còn có cái gì hot nữa không? Wow, có thêm Rayborn nữa. Tính ra nãy giờ mình có khá là nhiều bon luôn rồi đó. Hello, shopkeeper này có gì không? Wow, shopkeeper này có bán khá là nhiều bon nè mọi người ạ. Nhưng mà mình đang cần Thamer Bon. Đó là cái loại mà chúng ta đang cần để mà đi thu phục những cái em huyền thoại huyền ảo đó. Chứ những cái loại bon khác thì nó không có tác dụng nhiều cho lắm á. Bên này có được bánh mì hả? À, lại thêm bon nè. Mấy ảnh, cho mình cất lại đi. Mấy anh mình đã có một cái rồi. À, Ultra Bon và Dead Bon. Ngon lành. Quá chân đồ luôn mọi người ạ. Hello, mình đang đi khỏi cái vùng sa mạc và mình thấy một cái khu cắm trại hả? Có thùng, có đồ luôn. Đúng là cái phiên bản mới này nó rất là tuyệt luôn nha mọi người ơi. Sẵn chắc mình nướng một tí thịt gà đi ha. Đó, chúng ta có thể tận dụng lửa trại để mà đi nướng thịt gà đó nha. Rồi, mình sẽ tạm cất một mớ đồ linh tinh vào trong này đi ha.
Đi phiêu lưu có một tí à, mà ba lô nó đã đầy rồi. Thiết nghĩ là mình nên đi farm những cái món vật phẩm để mà tạo ra ba lô á mọi người à. Chúng ta sẽ còn da, còn chỉ và còn len đó. Để mình quay bộ cái top này thử coi. Ta-da! Ôi chúng ta được phi đề bon hả? Trời ơi. Và được silver location. Úi, thịt nó cũng đã chín luôn rồi nè. Đó, thế là đã có được mấy miếng thịt nướng rồi. Để mình nướng thịt heo luôn nha. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành lên đường và đi farm những em Pokemon khác. Ủa, cái gì đây? Shaymin. Ủa, Shaymin, em ở đâu vậy? À, phía bên này mọi người ạ. À, mình quên nói mất là trong cái phiên bản lần này hả, là tất cả các em Pokemon thì tỷ lệ xuất hiện nó đều nhân 2 lần nha mọi người ơi. Nhưng mà tỷ lệ thu phục mình vẫn giữ nguyên nha. Tại vì mình không có nhiều thời gian đó, nên là mình để như vậy á mọi người ạ. Quả đầu tiên mình dùng là Whipball nha. Tỷ lệ là 5 lần ở cái lần quăng đầu tiên. Hả? Một quả thành công luôn. Tôi không có nhìn nhầm mọi người à, tôi không có mơ. Ôi và Charmander đã học được chiêu hơi thở rồng luôn nè nè. Charmander của mình đang tiến hóa luôn, ngon lành. Mới vào mà bắt được một em say minh thì có gọi là hack không ta? Lâu quá rồi chúng ta mới trở lại đó. Và đây là Charmeleon nha. Ui, em này to vãi. Charmeleon, ngon lành luôn. Ui, và đây là say minh. Đây nè, tỷ lệ của Woodborne nó vẫn còn nguyên nè mọi người ơi. Để mình kiểm tra thông số của em này coi. Em này thì không có chiêu nào có sát thương vậy. Rồi kích thước là huge nhưng mà bị trừ speed rồi. Trừ cái điểm nhanh nhẹn. Hơi bị thiệt khi mà đi combat đó. Xây Minh xịn xò chưa. Wow, em mới có món đầu tiên. À em muốn món thứ hai trong bắt tiên của chúng ta. Rồi để bây giờ mình đi farm Sentret nha. Đó mình đang cần đi farm da. Farm da, farm chỉ và farm len. Chỉ thì hồi nãy mình có rồi. Bây giờ chỉ còn farm da và farm len thôi. Da thì chúng ta có thể đánh mấy em sóc Sentret này nha mọi người ơi. Sóc hay là chồn gì đó. Zigzagoon. Zigzagoon thì không có da đâu. À, phía bên này mình thấy có một trainer. Ôi cấp 10 hả? Thôi cấp 10 xác định với tôi nha. Đây, Dragon Red, hơi thở rồng. Ủa, các bạn nhìn hiệu ứng chiêu nhìn đẹp chưa? À, thì ra đó là hiệu ứng Water Pool. Xoáy nước hả? Dạ, dãnh của tổ cho Charmeleon của mình rồi. Thôi thì mình sẽ đi hồi phục sức khỏe cho Charmeleon vậy. Revive nha. Đây là cái vật phẩm sẽ hồi phục 50% lượng máu của Charmeleon nha mọi người ơi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng Poison để mà tăng thêm 20 máu. Đó. Ok. Giờ thì mình sẽ chuyển qua em Charmeleon thôi. Tiếp tục dùng chiêu hơi thở rồng nữa nha mọi người ơi. Dragon Rick. Ủa, hiệu ứng chiêu rất là đẹp luôn mọi người ạ. Tính ra Bixman bây giờ rất là xịn nha. Ê, phía này có mấy em Marip nè. Mình sẽ tiến hành thách đấu luôn nha mọi người. Marip thì sẽ rớt cho mình len đó. Mình cũng khá là cần len. Marip. À da em làm mình tê liệt rồi mọi người ơi. Ui không sao vẫn danh cứu tổi. Ui em này rớt cho mình 3 len luôn. Ngon lành. Và thịt cừu nữa. Thịt thì mình chắc không cần đâu. Mình có thể ăn bánh mì được. Bên này có thêm mấy em Marip nữa nè. Level 15. Tính ra mới vào mà Charmeleon mình lên cấp 17. Hơi OP quá nhờ. Ây cha, mình vẫn bị dính cái tê liệt hồi nãy đó mọi người ạ. Ê, Dragon Rick cái nữa coi. Hơi thở rồng. Ui cha, vẫn chưa hẹo được. Em này thì khá là trâu á ha. Hơi thở rồng phát nữa nè. Dánh cứu tỏi luôn nha. Đây rồi, chúng ta đã có thêm len rồi nha. Để mình hồi máu cho Charmeleon nha. Đó. Bên này có một em Ferret hả?
Red cấp cao quá mình không đấu đâu. Ui, có em Mudbray nè, em này cũng cấp cao quá, thôi không đấu đâu. Quanh đây còn có cái em Pokemon nào rớt da nữa không? Ấy đây, Mudray nè, Mudray cấp thấp. Mấy cái em lừa này thì nó cũng rớt da cho mình đó mọi người ạ. À, em bị choáng luôn. Thôi thì chắc dảnh của tỏi với tôi rồi. Đó. Chạy đâu cho thoát. Hiện tại mình đã đủ da, đủ len rồi đó nha. Chắc mình quay trở lại đây đi, để mình tiến hành đi ngủ một phát. Ngày mai rồi chúng ta sẽ tiến hành đi chế tạo mấy cái ba lô nha mọi người ơi. À, đây có chỉ nè. Là một miếng thịt gà nướng coi. Đây có chỉ nè, mình sẽ tiến hành lấy chỉ ra để mà chúng ta chế tạo ba lô nha. Công thức thì rất là đơn giản luôn mọi người. Đó, 4 da, 4 len và 1 chỉ. Thế là chúng ta đã có được một cái ba lô nhỏ rồi nha. Ba lô thì ở trong phiên bản lần này hả, mình cài cái mod nó có 3 cấp lận. Ba lô nhỏ, ba lô vừa và ba lô to. Đó, chúng ta mà trong tập ngày hôm nay farm được cái ba lô to á, thì coi như là đi phiêu lưu những cái tập kế tiếp nó rất là thoải mái rồi đó. Wow, để mình lấy hết mớ đồ này ra luôn nha. Đồ cũng nhiều lắm rồi mọi người ạ. Rồi, dọn dẹp một tí đi ha. Ok, mình sẽ đi farm thêm. Bên này có một em Forest nè. Em này là tiến hóa bậc 2 của Sentret đó. Em cũng bị tê liệt giống mình luôn. Thôi thì chúng ta một đối một vậy. Rồi, dãnh của tỏi. Và chúng ta đã lên được cấp 19 rồi nè. Học được chiêu răng lửa. Ngon lành luôn. Rồi, để mình chế tạo. À quên, nâng cấp cái ba lô này chứ. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp lên ba lô vừa nha. Và sức chứa của nó sẽ rất là nhiều luôn nha mọi người. Ngon lành canh đào luôn nha. Mình sẽ hồi máu cho Charmeleon đi. Em này tăng đòn của mình hơi nhiều rồi đó. Phía bên này có một em Sentret nè. Wow. Tính ra off game rất là lâu rồi, nhưng mà cái kỹ năng quăng bóng của mình nó vẫn dính quá ha. Trời ơi. Rồi, nãy giờ thì mình có đi farm thêm da và len rồi nè. Đó, chúng ta đã có được ba lô to rồi nha mọi người ơi. Đó, bạn nhìn cái sức chứa của nó kìa. Rất là kinh khủng luôn. Thôi thì bây giờ thì chúng ta có thể tha hồ đi phiêu lưu rồi nha. Rồi, tiến hành lên đường thôi. Chưa gì đã gặp được Pokemon Mega rồi đó. Nhìn khủng chưa. Ê, dưới này mình thấy có một cái hang nè mọi người ạ. Chắc chúng ta đi mai đi ha. Có than rất là nhiều luôn. Ok, đào than thôi. Mình nó cài Van Miner trong này, nên là cái việc đi mai rất là dễ đối với mình luôn đó. Bây giờ là chỉ cần một nút là chúng ta có thể đào hết tất cả các số quặng mà nó nằm gần kề nhau rồi. Nhưng mà phải đánh đổi là cái tool của mình nó sẽ mau hư hơn. Bên này có sắt nè, ngon lành luôn. Sẵn thêm một tí than nữa. Dưới đây có một em Pokemon gì đó mọi người ơi. Cấp 27 khá là cao luôn. Wow, bên đây rất là nhiều sắt luôn mọi người ạ. Lại thêm sắt nè. Chung hả, sắt là cái món vật phẩm mà chúng ta, à cái kim loại mà chúng ta rất là cần đó. Mình quên mất, sắt mà là món vật phẩm sao mà được. Đây nè, một đống sắt luôn. Ủa, hàng tới ngõ cục rồi hả? Cái gì đây? Ồ, thủy tinh mọi người ơi. Tôi cứ tưởng là kim cương ấy chứ. Hồi nãy mình nhớ còn một cái lối đi khác nữa. Phải bên này không ta? Ủa, không phải rồi. À đây đây đây. Cái chỗ mà tối tối á mọi người ạ. Đây 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 rồi. Đó chính là cái lối này. Chúng ta sẽ tiếp tục cái lối còn lại nha. Wow, rất là nhiều than luôn. Ui có sắt nữa nè. Lại thêm sắt nữa. Trời ơi, đi mai rất là đã luôn mọi người ạ. Lâu rồi chúng ta mới combat lại cái Minecraft này đó. Sẵn để mình lấy thêm một tí đá đi. Mình nghĩ là cái số lượng sắt mình nó đang rất là nhiều rồi. Mình sẽ còn một tí đá để mà chế tạo những cái lò nung đó.
Nhiều đầy sắt đủ à, nhiều đầy đá đủ chưa ta? Rồi, chắc là đào thêm tí nữa đi. Đó. Mình sẽ tạo ra hai cái lò nung nha. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành cho nung sắt đi nha. Mình chỉ đào khoáng sản là sắt thôi mọi người ạ. Rồi, cho vào hai lò luôn. Mình sẽ tạo thêm hai cây cúp bằng đá nữa đi. Đá thì đi đào những cái quặng rất là tiện cho mình luôn, như là quặng than nè, quặng sắt á. Ồ, lại còn thêm sắt nữa. Ê, bên này có một em Gasly nè mọi người ạ. Mấy em này thì rất là hiếm xuất hiện đó. Xuất hiện dưới hang luôn nè. Bên này lại thêm một em Gasly nữa. Và có thêm than nè. Trời ơi. Rất là nhiều than luôn. Để mình coi. Cái cửa hang này nó còn cái gì nữa không? Rock and Roller hả? Ô cái gì đây? Ờ, một cái ngục tối mọi người ạ. Và nó đặt một cái spawner gì đó rất là xịn luôn. Chúng ta có thể đứng ở đây để mà farm kinh nghiệm cho mấy em Pokemon của mình đó. Mà thì mình sẽ tạm không farm vào cái thời điểm này nha. Thời điểm này thì mình đi mai thôi. Ủa, nãy mình bỏ than vô hả? Trời vậy mà không ai nhắc tôi luôn. À, có thêm sắt nè, đào luôn nha. Rồi, để mình coi mình được nhiêu sắt rồi nhé. Tính ra thì nãy giờ cũng được kha khá đồ rồi đó ha. Tập này mà đi đào được kim cương nữa thì thôi. Xong tập 1 luôn. Tập 1 quá bùng nổ mọi người ạ. Đó, như đây sắt thì mình nghĩ có vẻ là khá là đủ. Chúng ta sẽ tạo một cái cúp bằng sắt trước nha. Đó, để mà tí đi đào kim cương. Sắt á, thì mình có thể ứng dụng để mà đi làm đi nâng cấp cái lò mọi người ạ. Lò thì ở trong Minecraft lần này á, Minecraft 1.16.5 á thì nó có được hai loại lò mới nữa, đó chính là Blast Furnace và Smoker. Đó, Blast Furnace là dùng để mình tiến hành mình tạo ra cái lò để mà chuyên dụng nung khoáng sản đó mọi người ạ. Nung kim loại đó. Không nung được đá nha, Blast Furnace thì không nung được đá, không nung được đồ ăn, đó, chỉ là nung kim loại thôi. Ok, cho mình đi chế tạo những cái loại đá cần thiết cái đã. Đây, chúng ta đã có được đá nhẵn rồi nè. Đó. Đá nhẵn, smooth stone. Rồi, bây giờ thì mình tạo hai cái platform này thôi. Chắc mình cũng phải đào thêm một tí đá nữa. Để mà tạo thêm hai cái lò riêng nữa mọi người ạ. Đó. Rồi, ok. Có vẻ như là tầng này đã ổn rồi đó. Chúng ta sẽ tiến hành lên đường đi mai nữa thôi. Đồ đạc đã đủ. Giờ chỉ việc đi mai thôi mọi người ạ. Mình sẽ chọn cái góc đào than chỗ này đi. Để mà mình đào xuống mọi người nha. Chỗ này đi. Chúng ta cứ đào thẳng xuống xem như thế nào nha. Rồi. Tới đây thì mình sẽ tiến hành cái gì đây em Cubone này. Trời ơi, em dí mình từ cái ngục tối tới đây luôn. Mình nghĩ là mình nên khóa cửa lại mọi người ạ. Không cho em này tới đây đâu. Ai chà, không khóa được mắt rồi. Thôi khóa lại thôi. Ghê lắm. Cái em Pokemon nào em bị kẹt em kêu sùm kìa. Ấy, như cái em Cubone hồi nãy. Mình đã đào gần tới cái chỗ dung nham rồi mọi người ạ. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Hiện tại mình đang ở tầng thứ 11, là tầng dễ có kim cương nhất nha. Đây rồi, chúng ta đã tới được cái dung nham. Quá đã luôn, kim cương nha. Trời ơi, đúng là tập 1 thật là bùng nổ mọi người ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đi qua và khai thác kim cương luôn nha. Không biết cái mỏ kim cương này có bao nhiêu quặng đó mọi người ơi. Ui, có sắt ở đây luôn hả? Xin tí sắt đi. Đó. Mình sẽ còn thêm hai cây cúp bằng đá đi. Đó. Bên này thì có thêm đá đỏ nữa. Mình đào luôn nha. Ủa, cái này cái gì đây?
tên là Firestone Orb. À, ngon lành luôn. Dùng để tạo ra cái đá lửa đó mọi người ơi. Firestone, đá có hệ lửa. Rồi, đồ đạc đã được dọn dẹp xong rồi. Bây giờ là cái công cuộc mà chúng ta đi khai thác kim cương đó. Trước tiên thì mình đào đá lửa trước đã. Wow, có vẻ như là một cái mỏ kim cương to mọi người ơi. 8 cục không? Ui, 8 cục à. Xịn vãi. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Thế là chúng ta đã có được kim cương rồi. Quá đã luôn mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi khám phá ở dưới cái tầng này một tí nữa nha. Bên kia mình có thấy có sắt kìa. Mình đi qua coi thử coi. Rồi, chúng ta đã đầy đủ khoáng sản rồi. Bây giờ thì chỉ việc đi lên trên thôi mọi người ơi. Chúng ta được lên trên mặt đất rồi. Ôi, các bạn có thấy cái chỗ này nó quen không? Nó cũng quanh quẩn cái chỗ của mình vừa đi farm da và lông ha. Rồi, ngon lành canh nào. Mình đi được cái phía bên này được nè. Ồ, có cái cột sáng gì đó mọi người ạ. Có vẻ như là một cái nơi xuất hiện boss thì phải. Có cái gì đây? Pokéchest. Cũng ngon lành đấy chứ. Mình nghĩ là mình nên đi theo cái hướng bên này đi ha. Chỗ kia là cái khu trại mà lúc đầu mình quay Pokéstop đúng không? Đúng đó rồi, nó đen thui cái Pokéstop là biết rồi. Hiện tại thì để mà quay được một cái Pokéstop á thì nó phải mất 12 tiếng nha mọi người, 12 tiếng thực tế. Chứ mà khá là lâu đó. À, phía bên này mình phát hiện ra một cái kiến trúc gì đó ở sa mạc nè. Mình đã vừa thẳng tiến tới sa mạc xong. Cho mình xuống đây mình coi thử coi. Ủa, Master Chest. Ui, và chúng ta được cái khăn. Trời ơi, cái khăn tăng sức mạnh hả? Cứ tưởng được Master Ball thì ngày hôm nay quá ấm rồi. Rồi, nói chung thì tới đó thôi mọi người ơi. Để mình xem coi. Ui, xa xa có một cái ông NPC nhiệm vụ kìa. Nhiệm vụ gì đây? Hello. Cái gì vậy? Silly Cobra. Ôi, không đấu đâu. Ui, im gì đi. Howdum Mega. Ui, ghê quá. Mình vừa nhận được nhiệm vụ là thu thập mấy trái Apricorn mọi người ơi. Nhưng mà nó cũng mất khá là nhiều thời gian của mình đó. Phía này là nhiệm vụ gì đây? Đến thăm Nether. Nhiệm vụ này thì mình có thể thực hiện được nè. Rồi, lưu chỗ này lại. Khi nào mà thực hiện xong thì chúng ta sẽ quay trở lại đây để mà trả nhiệm vụ nha mọi người. Rồi, chắc mình sẽ đi thẳng tiến về một cái hướng hướng khu rừng đi ha. Đây, hướng bên này đi. Ok, chắc thẳng tiến quá. Ui, cái em hậu đùm mà em vẫn dí thì mình kìa, sợ ghê á. Ồ, đi một đoạn đường khá là dài thì mình cũng tiếp cận được một cái ngôi làng rồi. Ngôi làng cối xay gió mọi người ơi. Có được cả cối xay gió ở đây nữa. Rồi, chúng ta hãy cùng vào trong làng xem có những cái gì hot nha. Có đầy đủ trung tâm hồi phục sức khỏe cho Pokemon và cửa hàng Pokemon nữa. Hello chị tá, lâu rồi không gặp. Rồi, để mình tiến hành mình hồi tí sinh lực đi. Phía bên này. Rồi, cái ngôi nhà cao thiệt cao này không có ai ở hả? Tiếc ghê ha. Ủa, phía bên này có một cái kiến trúc gì đó khá lạ nè. Hello. Cái gì vậy? Ủa, một cái ba lô mọi người ơi. Đây là Green Pokepad. Ba lô chuyên dụng dùng để chứa những cái món vật phẩm của Game Master Pixelmon mọi người ơi. Sau khi mình đã dọn dẹp xong thì mình sẽ đi lấy thêm một vài món đồ khác. Đây là cái item filler nè. Trời ơi, còn gì bằng nữa mọi người ạ. Cái gì nữa đây?
Đây là một cái deck holder à, của cái mod TCG hả? Ai biết thì nhớ comment cho mình nha. Đây cái gì đây? Em ti ra hả? Ra. Rồi, để mình lên đây mình tiến hành mình đi châm chỉ đồ của cái ngôi nhà TCG này cái đã. Cái này là cái gì đây? TCG Rulebook nhưng mà không có ghi bất kỳ cái dữ liệu nào để mà đọc hết. Trời ơi. Một cái poker chest và được canxi cum hả? Tính ra ngôi nhà này thú vị quá ha. Rồi thì tôi tạm xu cái bộ quần áo này cái đã. Đây là đồ của Aqua nha mọi người. Ôi, nhìn giống đồ tù vậy. Thôi, thế là đã xong một cái kiến trúc đầu tiên rồi nha. Ok, mình sẽ đi tới cái kiến trúc tiếp theo. Phía bên này có một cái ngôi làng cối xay gió khác. À, một cái cối xay gió khác mọi người ơi. Ui, mình thấy cái chữ Daycare rồi. Trời ơi, lẽ nào lại gặp Daycare Man và Daycare Lady. Thôi, cũng tạm được vậy. Rồi, mình đã lấy được những cái món phẩm mình cần thiết rồi. Giờ mình tiếp tục lên tầng nha. Rất là nhiều đồ luôn mọi người ơi. Ui, la bàn nè, ngon lạnh. La bàn, lấy vội. Rồi, tầng trên đã xong. Bây giờ mình sẽ đi tôi xuống tầng dưới. Có cái PC màu hồng này đẹp quá. Chắc tôi đào ra nha. Wow, xíu cô te dễ thương luôn. Ui, có một cái xe đạp nè. Đây là Mashpie, ngon chưa? Quá đã luôn mọi người ạ. Ui, có thẳng một cái smoker cho mình luôn nè. Làm nãy tốn công nhỏ đi chặt cây kiếm củi. Rồi, bây giờ hả thì mình sẽ tiến hành đi chế tạo hai cái la bàn đặc biệt trong cái bixmon lần này luôn nha. Thì chúng ta sẽ có một cái là Nature Compass và một cái là Explorer Compass. Trước tiên thì mình sẽ tạo Nature Compass trước nha mọi người ơi. Công thức thì ủa phải không? Trời nó bị ngược á. Trời ơi, đây rồi. Đây là cái la bàn giúp chúng ta tìm thấy được những cái biome khác nhau. Biome mà chúng ta mong muốn. Rồi, cái tiếp theo là Explorer Compass nha. Cái này thì phải đi nấu đồ lên mọi người ạ. Mình đang đi cho nấu đá lên nè. Trời ơi, phải nấu đá lên thì mới làm được. Rồi, cục cuối cùng thôi. Xong mình sẽ chuyển cái số này thành Stone Brick nha mọi người ơi. Đây, mình sẽ chuyển nó thành Stone Brick. Bây giờ mình đi cho nấu Stone Brick lên nữa. Đó, công thức các bạn thấy nó cầu kỳ không? Một cái la bàn thôi đó. Đây rồi, và chúng ta đã có được Redstone Brick rồi nè. Ngon lành. Ok, Explorer Combat đã có. Thế là chúng ta đã có tất tần tật những cái món đồ mà để đi phiêu lưu rồi nha. Ngon lành canh đào luôn. Thôi thì mình thử cho các bạn xem nha. Chúng ta có thể tìm thấy được cái vùng desert nè. Các bạn thấy cái tên trên cái kim la bàn không? Để mình kiếm cái kim tự tháp sa mạc coi. Đó, ở cái kim ở trên cái la bàn đó, nó chỉ về cái hướng nào thì các bạn cứ đi 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 đúng cái hướng đó là được. Những cái la bàn này thì nó cho chúng ta biết được cái thông số như là tọa độ nè, vị trí khách cách chúng ta bao xa đó. Nói chung là khá là xịn đó mọi người ạ. Rồi, ai chắc chúng ta chạy xe đạp đi quá. Rồi giờ có xe đạp rồi, ứng dụng để chạy cho nó nhanh thôi. Ngại gì nữa, là một giấc thôi mọi người ơi. Đấy rồi, sáng sớm tinh mơ rồi nha. Để tôi tiến hành tôi đạp xe đi coi nè. Hello. Ui, cái xe đạp này chạy nhanh vãi chưởng mọi người ạ. Phía bên này có một cái kiến trúc gì đó. Ui, Ancient Heavy Bone cổ đại mọi người ơi. Xịn chưa. Để mình bỏ những cái món vật phẩm liên quan đến Bixman vào cái ba lô chuyên dụng của nó mọi người ơi. Ui, có cái rương nè, rương cái gì. Lại thêm bone nữa. Và Super Poison. Đó,
dùng để hồi phục lại một lượng máu khá khá cho Pokemon của chúng ta đó. Ok, trời, cái gì nữa đây em? Corphish này. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường coi. Mình đang đi tìm kim tự tháp sa mạc nha. Nó cách mình 220 mấy cái bước chân nữa mọi người ơi. Còn 100, 150 nè. Còn 100, 30. À, phía bên này có một cái kiến trúc gì đó cũng khá là lạ nè. Cái gì đây? Ơ, nó có rương luôn mọi người ạ. Hello. Đây cái gì vậy? Cái powder hả? Rương thì có thêm bóng Pokemon nữa. Khá là ngon luôn mọi người ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Chỗ này là một cái ngôi làng mọi người ơi. Wow. Đây là cái sạp của TCG hả? Đây là game thẻ bài các bạn ơi. Ai mà rành thì nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết cái cách chơi với nha. Mình không rành về cái TCG này lắm. Cuối cùng cũng thấy được một cái sạp quanh cái ngôi làng này nha. Hello. Ui, chỗ này bán Heavy Ball nè. Ultra Ball bán cũng rất là rẻ luôn. 1080. Trời ơi. Bình thường Ultra Ball bán 1200 đó các bạn ơi. Mình sẽ lưu chỗ này đi, sau này quay lại để mà mua Ball nữa. Chắc cú nha. Rồi. Gì đây? Safari Ball. Ngon lành. Bánh mì. Lấy bánh mì đi. Ui, Ultra Ball. Ngon lành luôn. Ok, giờ thì chúng ta lại tiếp tục lên đường để mà đi kiếm cái kim tự tháp sa mạc theo hướng dẫn của cái la bàn nha mọi người ơi. Cái này có bơi qua sông được không? Ôi, sông ngắn thì bơi được nha, sông dài có bơi qua được không? Chúng ta sẽ cùng thử coi. Nhảy qua sông luôn hả? Đây, nó nằm hướng bên này nè. Trời ơi, nhảy qua sông nó bị chìm mọi người ơi. Thế là nó không có đi xe đạp dưới sông được. Cũng đúng ha. Hello. Ây da. Trời. Cái gì đây? Hoopa đã xuất hiện. Trời ơi. Ngon lành canh đào chưa? Nhưng mà khoan. À đây, đây chính là Hoopa của chúng ta nè. Nhưng mà khoan. Để mình đi vào mình khám phá kim tự tháp thử. Biết đâu trong này có một cái Master Ball thì sao mọi người ơi. Rồi, hãy cùng đi thử vận may với mình nha. Phải cẩn thận nha các bạn ơi. Không là chúng ta giảm vào cái kiếp nổ này đó. Ui, nó nổ cho banh xác luôn. Cái gì đây? Một cái play. Flame play. Play hệ lửa của Isurge các bạn ạ. Và rất là nhiều những cái món vật phẩm cổ đại nè. Cái món vật phẩm này thì mình có thể sử dụng để mà bán cho chỗ shopkeeper rồi đó. Ai? Giờ thì lên lại thôi mọi người ơi. Còn gì tiếc nuối nữa đâu. Nãy xuống như thế nào chắc bây giờ tôi xây như vậy đi. Để mà đi lên nè. Ok. Xây lên luôn nào. Rồi, thế là chúng ta đã khám phá thành công cái kim tự tháp. Và chưa được những cái món đồ nào xịn sò nữa. Ui, phía này có một em Kem Rup hả? Cấp 40. Thôi thì chắc mình sẽ chiêu mộ em này vào trong cái party của mình nha các bạn ơi. Quả đầu tiên mình sẽ sử dụng đó chính là Woodball nha. Đó, ở cái tên đầu tiên á thì các bạn nên sử dụng Woodball. Nó sẽ có tỷ lệ là 5 lần. Đó, rất là xịn sò luôn. Đấy, đó, thành công rồi nè. Ngon lành chưa? Rồi, bây giờ thì để mình quay trở lại. Mình kiểm tra có cái em Hoopa của mình, em ở chỗ nào rồi. Ủa, nãy thấy Hoopa ở đâu ta? Hoopa của tôi đâu rồi? Đừng nói biến mất nha. Hello, bên này có không? Ồ, không thấy. À đây. Trời ơi, tôi có tưởng biến mất đấy chứ. Rồi, bỏ chạy cái đi. Chắc mình sẽ tiến hành thu phục luôn cái em Hoopa này nha, nếu mà may mắn. Ok, quả đầu tiên vẫn phải là Whitbon thôi. Tỷ lệ nhân 5 lần mà. Ngu sao mà tôi không lấy. Trời ơi, không được mọi người ơi. Ây cha, lần này bị phản đam rồi nè.
Mình sẽ xài cái chiêu Rock Slide này đi ha. Gây đam cũng khá khá đó các bạn ạ. Chiêu này là chiêu đá lỡ thì phải. Wow, hiệu ứng chiêu nó cũng rất là đẹp luôn nha. Ui. Một phát nữa coi. Rồi, em chỉ còn 12,9% máu thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bắt luôn nha. Chắc mình sẽ bắt bằng Dustborn đó mọi người ơi. Tại vì trời nó cũng đang cái lúc hoàng hôn rồi đó. Lúc hoàng hôn thì các bạn cứ sử dụng Dustborn là được. Và Pokemon các bạn thu phục nó phải ở dưới bóng râm nè, hoặc là ở dưới độ cao 70 á đó. Thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ cao hơn đó. Trời, nói vậy chứ nãy giờ tôi quăng hai quả Dustborn nó vẫn chưa được nè. Quăng thêm một quả nữa coi, biết đâu lại thành công. Ủa, chậm chậm rồi mọi người ơi. Yes. Và chúng ta đã có thêm được một em Pokemon xịn sò nữa, đó chính là Hoopa. Ủa, em này cấp 50 thôi, nhưng mà vẫn xịn mọi người ạ. Ủa, em có một cái Resin Bottle cho mình luôn. Giải phóng năng lượng đi nào. Ui, Hoopa khổng lồ đây rồi nè. Đây, em này thì kích thước nhỏ nhưng mà tăng cái tấn công, giảm phòng thủ. Chỉ số thì vẫn ok đó các bạn ạ. Không sao. Ủa, em này không bay được hả? Ủa, mình nhớ cái em Hoopa cũ là cởi bay được mà ta. Hay là mình bị lỗi đây? Phiên bản mới là Hoopa không có thể cởi bay được mọi người ơi. Xù luôn. Thôi, để mình quay trở lại ngôi làng đi. Ý, bữa này có một cái nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ gì vậy? Hello. Nhiệm vụ là đi đào 50 redstone cho ổng. Thôi, để mình lưu cái nhiệm vụ này lại luôn nha. Sau này còn quay trở lại đây để mà trả nữa. Đây chính là quest My Redstone nha mọi người ơi. Đó. Đặt cái quest cho nó dễ. Sau này đi trả nhiệm vụ nữa. Ok. Thì trong tập ngày hôm nay mình đã tiến hóa được Charmander lên Charmeleon, cũng như là thu phục được Shaymin, Hoopa và Kamloops. Đó, toàn là những em Pokemon xịn sò luôn nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!